Chào quý bà con nông dân, lại một vụ mùa mới đã bắt đầu và công ty Phú Nông lại có cơ hội được tiếp tục phụng sự quý bà con nông dân mình với sứ mệnh bảo vệ năng suất trên từng cánh đồng. Được thông tin từ quý bà con lân cận thì hiện tại các trà lúa ở khu vực Phú Tân, An Giang mình đang chuẩn bị gieo xạ vào một vụ mùa mới. Chính vì vậy, công ty Phú Nông đã có mặt kịp thời ở đại lý Phan Đái Đăng tổ chức hội thảo kỹ thuật với chủ đề hết sâu sạch bệnh nhằm thông tin với các bà con mình về các cái dự báo về tình hình dịch hại trong vụ đông xuân sắp tới cũng như là những giải pháp quản lý dịch hại đến từ công ty Phú Nông giúp cho bà con mình có được một vụ mùa, trúng giá và với chi phí rất là tiết kiệm. Ngay bây giờ thì cùng theo chân Thiên Kim khám phá không khí bên trong cuộc hội thảo ngày hôm nay nhé. Là vinh hạnh khi được gặp anh đại lý ở đây. Thì sẵn tiện đây thì em cũng muốn hỏi thăm về một số cảm nhận của anh trong cái quá trình mà mình cộng tác, hợp tác cùng với công ty Phú Nông á, thì anh có những cái nhận xét gì về công ty của mình? Tôi thấy hợp tác với công ty Phú Nông là rất an tâm và hạnh phúc khi những sản phẩm của Phú Nông là đạt chất lượng cao và nông dân xài là rất ưa chuộng. Công ty Phú Nông phát hành cái mã QR code đó là cái thứ nhất là tích điểm cho nông dân, rồi nhận quà thêm, rồi ai mua nhiều thì đi du lịch, nông dân rất phấn khích mà mua hàng của Phú Nông. Cái thứ hai nữa là quản lý được cái chuyện mà bán lấn tiếng của những cái đại lý với nhau. Tôi có xài thứ qua thằng Michel này là thấy cũng là hiệu quả. Nông dân thì thấy cái nào mà hiệu quả mình xài. Đó giờ như tôi thì thường tôi xịt là như một bình này là cho 100cc, một bình 25 lít diệt mầm cỏ trên ruộng lúa. Đó thì thấy hiệu quả cao đó. Michel thì tôi xài nó như vậy là chỉ xịt một cử mộng là khỏi xịt lao. Là cũng như diệt mầm á, diệt mầm tôi xịt một lần một chai đó tôi chia cho nó 5 bình là tôi xịt cái một là khỏi xịt lâu, rất là hiệu quả. Thì công ty Phú Nông thì tôi rất là thích xài hàng của công ty Phú Nông, hiệu quả, chất lượng, thấy nó cũng rất là tốt đó. Nói chung là xài thuốc của Phú Nông này tôi xài lâu rồi mà thuốc nó chất lượng. Trước tiên là xài lúa nhỏ là mình xài ru rong, sau lớn lên thì xài hồi trước thì chu bên tớp, chu bên lốt với aluan. Thuốc của mình có quét mã đó, nó chất lượng, không sợ thuốc giả. Cũng như quyền lợi mình là tích lũy điểm đi du lịch. Phú Nông mang đến sự khác biệt.